mình về thành phố đây rồi, trốn ăn trốn vui lạ mặt người cho bỏ gian nan. Lần này em sống chơi dù phong sương đầy ấm, dàn các combo ngày hôm nay và đang được sử dụng đôi loa AV-SM112, một trong dòng loa mới nhất của hãng AV, và ngày hôm nay thì đã được trưng dụng ngay vào cái bộ dàn cho anh Trung ở Thái Nguyên ngày hôm nay. Và các bác, hiện tại thì cái quả súc bên dưới là em để em kê đấy, không có sử dụng đến súc các bác nhé, không hề sử dụng đến súc. Đối với cái bộ con loa này thì ngày hôm qua em đã lên video cho bác xem, bây giờ thì em chứng minh luôn cho các bác, vì rất nhiều bác mới xem kênh thì có khả năng là chưa tin tưởng em. Cái quả súc hiện tại các bác nhìn đây này đấy, các bác nhìn thấy không ạ? Đây là cái ổ nguồn của súp và không cắm súp nhé, bác nhìn rõ không? Cái ổ nguồn này đó. Hoàn toàn là chỉ chạy duy nhất một cái đôi loa này, duy nhất một đôi loa này. Và đây là dây của nó, đây là dây của nó đó. Chạy duy nhất một đôi loa này thôi, mà các bác cảm giác được là cái tiếng súp nó ra kinh khủng như thế nào ạ? Em đã giới thiệu rồi, cái dòng loa AV thì đặc trưng của nó một cái các bác phải hình dung rằng từ là từ 190, nhưng mà cái công suất chịu đựng của nó rất khủng khiếp. Em đã từng vào nói với các bác rằng có thể đem chơi ngoài trời nhá. Cái độ phủ nó khá tốt và đặc biệt công suất của nó thì chịu đựng cực kỳ lớn. Và cái combo dàn ngày hôm nay thì các bác có thể lát các bác sẽ được nghe cái tiếng nhạc, tiếng lời của đôi loa ra rất hay. Và cái combo dàn của anh Trung ngày hôm nay thì em ghép với những cái sản phẩm khá là chất lượng. Mình cứ nói là khá chất lượng, các bác có thể quan sát đây. Bao gồm một con đẩy của hãng Theta, một cái sự kết hợp giữa hãng Theta và một con vang nội địa Trung Quốc, và một con mic của hãng AV và đôi loa của hãng AV. Nguyên cố hình dàn ngày hôm nay thì duy nhất chỉ gồm những sản phẩm sau đây. Một là con vạ, con đẩy của hãng Theta bao có cả màn hình cảm ứng, màn hình LED để các bác có thể quan sát. Mã của nó là D2600, công suất 600W một kênh. Tiếp theo là con vang rất sao VF8 của hãng nội địa Trung Quốc các bác nhé. Con vang này thì các bác có thể là bắt gặp trên thị trường rất là nhiều, bên hãng AV cũng có một con vang như này, bên DB cũng có, DB Acoustic cũng có một con vang như thế này, đó là những cái dòng 690 nó chuyên lắp đặt phòng hát sự kiện đấy các bác, đó chính là những con vang như này nhé. Và tiếp theo là một bộ mic không dây UH500 của hãng AV. Tiếp tục, sản phẩm tiếp theo đó là một đôi loa SM112, sản phẩm mới nhất của hãng AV vừa ra mắt. Đấy, chất lượng âm thanh em đã kiểm nghiệm rất tuyệt vời, và ngày hôm nay anh Trung là người đầu tiên, ngày hôm qua sau khi mà lên cái đôi loa này thì anh đã ưng ngay, anh đã bảo ghép ngay cho anh đôi loa này và ok. Ngày hôm nay thì cái bộ sản phẩm ghép không gồm súp, súp này em để em kê không gồm súp, chỉ duy nhất ba thiết bị này và một đôi loa 30 từ 190 tép kèn. Con này tiếng rất hay và nguyên bộ sản phẩm ghép vào các bác vừa được nghe cái tiếng bass của nó khủng khiếp như thế nào. Và các bác có thể lắng nghe một đoạn karaoke và em sẽ hát để cho anh Trung và tất cả các bác cùng được nghe. Mình về thành phố đây rồi, trốn ăn trốn vui lạc mặt người cho bỏ gian lao. Ngần này phép dòng chơi rũ phong sương đầy áo, mà lòng nghe ước muốn lên cao. Đi lính xa đánh giặc từng giờ, biến trăm lá thư để hẹn hò cho buổi hôm nay. Đời chỉ có ta thôi, tình yêu chưa lần nói mà đường yêu chân bước vào rồi. Kín vai xương bóng lên đường ngồi, đã chọn nhau vì nhau mà tới. Đợi đêm này đời đã bao đêm, từ khi chiến đấu mọi yên lành lần hiện diện trên mắt môi em. Mình trở lại với đơn vị bên hơi chuyến đi, hẹn anh về nhưng kẻ phương xa đời còn thu vui xa. Những đêm nắng tầm xuống vào nửa khuya nhung nhớ ngập
lòng. Các bác vừa nghe một đoạn karaoke, mà thực ra thì cái bài này thì em không có sành về bài này. Nhưng mà bài này một trong những bài mà nó không bị bản quyền, chính vì vậy thì em vẫn hát cho các bác nghe. Thường thì các bác nghe trong những bài karaoke mà em hát thì các bác thấy giọng mộc rất là cao. Đấy. Chủ yếu là em hát theo cái phong cách là các bác giống như bác nghe đĩa, nó ra giọng mộc đấy, thì nó sẽ hay hơn. Còn trong khi cài cho bác thì sẽ có những chương trình giọng ảo. Ảo thì bác hát cảm giác là nghe nó sẽ nghe qua thì nó sẽ sướng sướng cái tai, nhưng thực chất là nghe kỹ thì nó sẽ không hay như mình hát mộc các bác nhé. Hát làm sao mình hát cái giọng mình thật nhất, chuẩn nhất. Nên tại sao những bác mà yêu những cái dòng nhạc cổ là người ta thường nghe nhạc ở những cái năm 1975, những cái dòng nhạc mà nó chỉ có mộc thôi, nó không có gì vượt, nó không có echo, cũng chỉ một chút thôi thì nghe nó hay. Chính vì vậy mà người ta, những cái người chơi nhạc sành, nghe nhạc cổ, nhạc chuyên sâu, người ta nghe những cái dòng nhạc đó hát gần như thô mộc. Và cái phong cách hát của em là như vậy nhé. Các bác nghe qua video thì bác sẽ cảm nhận được cái hát mộc của em. Còn trong các chương trình cài của bác thì có rất nhiều chương trình hát ảo, ví dụ là echo gì vượt, đặc biệt là gì vượt thì nó sẽ rất là ảo. Nghe qua thì cảm giác nó sang sảng, rất là dễ chịu, nhưng mà thực tế là nó sẽ không được hay như cái giọng ảo như này. Và cái bộ dàn của anh Trung ngày hôm nay thì chỉ bao gồm 3 thiết bị như các bác đã nhìn trên kia, đẩy vang mic và đôi loa chính hãng AV SM112, một trong những mã sản phẩm mới nhất của AV Pro, mới nhập khẩu, mới ra mắt vào tháng vừa rồi. Một trong sản phẩm rất là hay, rất là tốt trong giá tiền. Bác nào có nhu cầu sử dụng về dàn karaoke âm thanh thì liên hệ trực tiếp với em. Và những sản phẩm lẻ như những sản phẩm loa, những sản phẩm đẩy thì bên cạnh đó em vẫn cấp lẻ cho bác nhé. Thì bác nào mua sản phẩm lẻ thì cứ alo cho em, chứ không nhất thiết là cứ phải bộ dàn nguyên dàn karaoke. Và tất cả những sản phẩm lẻ như vang số em có thể cài từ xa cho bác được. Bác nào mua về em sẽ ghép và cài trực tiếp bác ra, bác ở bên Mỹ em vẫn cài được nhé. Vâng, xin chào, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo nhé.